Ra thế nào? Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay đã trở lại kênh vlog của mình. Hôm nay có anh Cao Vi Long cho anh em ăn. Hôm nay thì hôm nay mình sẽ dẫn tem của mình đi lên trên này ăn gà sốt siêu cay khổ lồi em. Rồi. Ôi giời. Này còn cái gì đâu? Anh em đợi mình lên tầng đây. Anh em đợi mình lên tầng 5 mình quay cho anh em xem nhá. Anh Long ơi. Anh Long. Anh gọi cái gì đây anh? Chào anh em nhé. Thì bác chi được tặng mà. Nào anh. Chào em nhé, thì mình đã đến Jollibee rồi. Bây giờ mình đang order món ăn để cho 5 anh em ăn. Mình order món rau gà siêu cay khổ lồi nữa. Hải dậy Hải. Chị cứ rực rỡ đi. Sếp em này làm tiền. Em chỉ thích rực rỡ thôi. Ôi thế lại rực rỡ rồi. Lan đi one là cái gì á? Nhưng mà lan đi one là cái gì á? Mình cảm thấy rất là vui, anh cảm thấy gì ạ? Anh em chùa anh gì ạ? Rực rỡ hả nhỉ? Không phải chỉ sao lại sếp không tiền, sếp rỡ gì mà sếp rỡ. Sếp ơi, sếp có thấy rực rỡ không? Rực rỡ. Rực rỡ, sếp có sót không sếp? Có, đầu tiên anh em xem mà mẹ bảo sót là như lạ. Vâng, sếp rực rỡ nhỉ? Chào anh em ạ, mà anh em ạ. Quán như quê mà hàng đẹp gì? Đỏ, bốc lặng. Anh Long làm hủ tiếu anh Long. Cắt lưỡi quá anh em ạ. Tím biết rồi. Thì anh em mình đang ngồi đợi quán ba nhá. Quen từ cái đó. Đi. Đi mẹ. Ok anh em đã đủ ăn được rồi. Đây nha, cốt canh. Cái nào? Đây cái này. Cốt tươi không? Anh ôm thử mấy anh ôm. Mời anh em nha. Như nào anh? Đẹp quá. Ok nha. Mời em nha. Đây cậu. Ngại đéo mời nước rồi. Mời em nha. Thuộc loại là mới gặp mấy ăn rồi. Bây giờ tâm thần rồi. À ô, ăn không mời anh em nhỉ? Mời rồi. Thế nào anh? Anh thì thế nào anh? Ngon. Anh Long. Anh Long, ngon lắm. Mấy từ một miếng nha anh em nha. Mời anh em nha. Ăn một miếng em như nào? Ngoài nhà không ngoài mười nghìn đứng trời ơi 5.000
Ê bên kia, em đi có 2 tầm 10 nghìn à? Bút tỏi đâu? Không, bút tỏi. Nó có đang kinh tiền á. Giờ này thì quân quá. Úi giời ơi, được xịt đánh lâu rồi. Rồi, ok rồi. 10 phút. Chưa thấy gì? Từ. Bóng ra, nó phê. Nó thấy cổ nó phê. Đấy rồi. Đấy rồi. Khỏi thế. Sướng. Sướng. Nhà nào cái này. Ây da, ây da. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Bây giờ tao đúng không? Mày chơi được cái gì nhìn gì tao? Không có tiền. Anh lọc 2 từ 10 đâu. Anh nhận được nha, anh nhận được nha. Mua tàu thôi. Ui, cái gì nữa rồi. Phêu sướng. Ừ, gây đây. Anh làm. Sướng, ra đi rồi. Đâm. À, nó cứ đấm lên. Quẩy phê đấy, sếp đây, quẩy tí. Làm ngồi tí. Bố mày vào ngồi tí. Cho em ngồi tí. Phêu. Dạ. Mẹ có 10.000 lắm thằng ngồi. Đang ngồi. Mỗi thằng 1 phút. Bỏ lắm vẫn còn và 4 phút 50 này. Bỏ lắm bỏ cho nó tử đi. Đúng chưa ai? 3 phút chúng mày tử, 3 phút mới là 1 phút. Nhưng nhẹ đấy nhỉ? Phê rồi. Phê quá. Phê cái gì đây? Ông phải cái năm lên. Đứng đợi để được mất rồi. Ô. Cứu. Giờ thì giờ này đi lộn trên là rồi. Chết rồi. Mấy giờ rồi lại? Mà anh đổi giờ chút mình em. Ăn xong. Được. Đây, còn lâu. Đây dốc, mượn xác này. Mượn xác. Ra một thằng ra đi, một thằng ra đi. Quay cái trong này mà alo. Không quay được. Rồi xem nào. Không sai mình đã sai. Mày nhìn bao nhiêu lâu ấy? Đấy, đừng mở đóng cửa vào. Không đứng được, chết. Đóng cửa vào. Mình nghĩ hay đấy. Mình nghĩ hay đâu. Mình nhìn một bài đấy, anh sẽ đầu tư cho ai chúng mày nhìn nhá. Bài cho bạn gì? Đi hát này, đi hát. Ờ đi đây. Phải mấy tay nào đó. Hát luôn. À đây, 8 phút 30 nghìn. Đấy, mình tìm trên này có video của anh mình luôn. 8 phút 30 nghìn. Thế nó cũng nhận tầm 10 nghìn. Hay nhận, à đây, nó chỉ có 8. 28 phút 30 nghìn. Đài, đài. Đài còn gì đâu. 20 nghìn bạn. Rồi, 30 phút được bao nhiêu tiếng? Ok. Thích đi. Ất số cả thiếu anh em thôi, có tất cả thiếu anh. Hát luôn. Nhưng mày hát mát chay, ai không nghe thì đâu. Mày ngồi bên đây này. Cho nghe tí. Đâu rồi? Ê, lên nhạc chưa? Chưa thấy gì ạ? Chưa. Alo. Cho tăng này đi. Alo. Rồi. Quá. Nhiều lần tôi muốn yêu. Ơ, còn lá nữa lại. Thôi rồi, hãy lên. Alo. Trong từng ngày nhìn em đôi tay. Anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến vậy. Có như một buồn từ lâu chẳng một ai muốn nhưng ta nào. Một người nơi nào tự nhiên cướp lấy em đi bằng cách nào. Em đi bằng cách nào. Vậy sao cứ hát thế ngồi ngoài. Giọt nước mắt anh rơi. Hỏi em ơi tại sao. Chúng ta ra ngoài mình điếu nha. Ôi đâu. Đóng vào. Mà anh thôi. Dù em có là gì, có gì không gì đấy. Có gì vẫn yêu. Bài khác ghê. 12 giây vui vậy. Của anh lúc đầu. Anh muốn bên em đến lúc em già vẫn là của anh. Vậy tại sao nhớ nhung yêu thương một người rồi bỗng một ngày như trở về tuổi 20.
là khi anh thấy anh mắt pha nụ cười. Em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp liên hồi. Lại sao anh sẽ từ chối nên anh mới viết ra anh tâm từ lâu. Cái này nhảy là đúng vào máy tính của mình đúng không nhỉ? Ok ấy. Là anh đã đi hết 1/3 cuộc đời mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi thôi. Nhiều lần múa đồ chân dừng lại nghỉ ngơi. Mẹ hát nhìn gió nghe trong gió hay. Có anh là người có em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ yêu lòng ngày bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu. Trông chán nếu dù. Nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều.